Chào mừng các bạn đến với khóa học lập trình Android tại Trung tâm Đào tạo Tin học Khoa Phạm. Ở video này, mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn ở bước cuối cùng trong phần Custom Adapter của ListView. Ở video trước, mình đã làm xong bước số 3 là tạo một cái trái cây Adapter. Và ở phần này, mình sẽ qua bước cuối cùng là quay về cái màn hình chính của mình để kéo vào cái ListView và đổ dữ liệu ra. Thì phần trước, mình đã hướng dẫn các bạn xong và có nói bạn chuẩn bị cái hình ha. Ở đây mình sẽ có một số tấm hình để copy vào trong project. Result, rồi trouble, copy vào. Và cũng cần chú ý ha, cái phần tên hình, chú ý cho nó phần result tên cho nó chính xác để tránh bốn cái lỗi hôm trước mình nói nha. Rồi bây giờ mình quay với cuối cùng là main activity. Thì phần XML mình sẽ kéo vào một cái list view. Rồi container một cái list, mình sẽ đặt ID là list view trái cây và main activity. Thì đầu tiên mình sẽ khai báo một cái list view nè, lv trái cây. Tiếp theo là một cái mảng của mình, array list. Thì cái mảng bình thường dạng cơ bản á thì nó kiểu liệu cái chuỗi hiển thị tên không, nhưng bây giờ kiểu liệu của mình nó đổ ra mỗi một cái dòng trên list view là có hình, có tên, có mô tả là cái đối tượng trái cây của mình. Do đó kiểu liệu đây là class trái cây, mình tự định nghĩa ha, để array giờ array trái cây. Tiếp theo mình khai báo adapter là trái cây adapter vào. Rồi mình sẽ tạo một cái function đi ha, tạo cái function như là ánh xạ. Mình sẽ ánh xạ cái list và trong lúc đó thì mình sẽ khởi tạo luôn cái mảng ở trong đây ha, cho nó gọn. Rồi list view bằng file view by id. Mình khởi tạo cái mảng bằng new array list. Thì trong lúc khởi tạo cái mảng thì mình sẽ add vào một số phần tử của cái mảng luôn cho nó gây cho nó gọn. Thì mình gọi mảng nè chấm add. Bình thường add vào tên không thì mình add thẳng cái chuỗi. Giờ là mỗi phần tử là một đối tượng trái cây. Thì đối tượng trái cây thì mình sẽ dùng cái constructor. Đấy constructor ha, mình gọi khởi tạo truyền thứ tự là tên, mô tả và hình này ha. Đấy mình khởi tạo new trái cây. Thì truyền vào thứ tự constructor, đầu tiên là cái tên. Mình theo tên của cái phần hình của mình ha. Đầu tiên là dấu tay, mô tả. Vô nữa là dấu tay Đà Lạt chẳng hạn. Và cái hình, hình là phần tham số thứ ba. Thì bằng truyền và giống như khi bằng truyền mảng hình của bằng image view ha, r robo, tên hình của mình là dấu tay. Rồi tương tự bạn add vào theo số lượng hình mình đang có ha. New trái cây, mình là usap. Chúng để là đặc sản trà Vinh. Hình dừa, à dừa nha. Tiếp theo new trái cây, măng cụt. Chúng để là măng cụt miền Tây đi ha. Bạn hãy mô tả để có nội dung thôi. R robo măng cụt. Rồi add cái thứ tự new trái cây, truyền vào thanh long. Tên chúng để là thanh long Bình Thuận ha. R robot thành long. Cuối cùng thì bạn có thể add vào nhiều hơn nữa ha. Đã có list thì đây mình sẽ add tượng trưng trước mà 5-6 phần tử rồi ha. Rồi cuối cùng mình add vào là xoài cát. Nhưng để là xoài cát thơm ngọt. R
Rubble. Xoay. Rồi, ok. Thì hôm nay cái mảng mình sau khởi tạo xong mình add được 5 phần tử. Rồi mình quay lại on drive. Ở phía trên mình đã khai báo được adapter rồi. Bây giờ mình sẽ khởi tạo cái adapter đó bằng new trái cây adapter. Thì bạn nhớ cái constructor mình nhận vào là contest nè, layout nè, cái mảng chứa cái list trái cây. Thì đầu tiên contest là cái màn hình của mình, bạn có thể truyền vào disk. Cái thứ hai là cái layout là cái dòng trái cây của mình đã tạo hôm trước ha, ở bước số 2 đấy. Mình truyền vào r.layout.dòng trái cây. Và cuối cùng là cái mảng, mảng mình vừa add ra, array trái cây. Và sau khi có được adapter cũng giống như phần cơ bản, mình cũng phải gán ra cái list view, gọi set adapter truyền vào. Và đủ hết 4 bước thì bây giờ mình run, mình kiểm tra thử coi nó có đổ ra được cái giao diện mình giống như mình xây dựng không ha. Rồi mình xem. Đấy, nó đổ ra rất là đẹp ha, dâu tây nè, dừa sáp, rồi măng cụt, thanh long. Thì bạn có thể chỉnh lại những cái view, bạn hãy canh hình có thể to, nhỏ, chữ hoặc màu sắc của nó trong cái dòng trái cây nè. Đó lần trước mình nói là sau khi đợi nó run lên thì bạn có thể chỉnh lại sau từ trong dòng trái cây. Thì layout bạn có thể đẹp xấu á, là do cái phần số 2 này mình canh chỉnh layout của nó. Thì đó là các phần để mình custom adapter của list view để hiển thị dạng nâng cao. Thì ngoài ra bạn có thể làm tương tự những cái hình ở đây mình có. Thì chẳng qua nó phức tạp hay không á, là bạn có thể tăng lên số lượng view trong mỗi cái dòng và thuộc tính trong cái class. Bạn có thể thử ha. Thì nhắn lại mình có 4 bước ha. Tạo class thì bạn xác định trong class mình thuộc tính gì. Thứ hai là tạo layout, thì tin dựa vào thuộc tính á, để bạn bố trí những cái phần layout của nó cho nó phù hợp. Bước thứ ba là tạo adapter và cuối cùng vẫn đổ dữ liệu ra. Đó 4 bước mình còn nhớ. Rồi ok, đó là cái phần custom adapter của list view. Bạn chú ý xem kỹ nha những cái phần mình lưu ý trong lúc mình làm. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.